bạn thì khi du học Úc, tiêu chí đầu tiên trong việc chọn trường và ngành học là nguyện vọng và sở trường của mỗi cá nhân và định hướng việc làm sau khi ra trường. Tiêu chí tiếp theo là mức độ dễ dàng khi xin visa. Những năm trước thì việc xin visa du học Úc được quy định rất khắt khe. Hiện nay với những thay đổi về chính sách visa của chính phủ Úc thì sinh viên có thể đi du học tại 41 trường visa bậc 1 không cần chứng minh tài chính, không chứng chỉ tiếng Anh, không phỏng vấn xin visa. Và đến với chương trình tư vấn du học Úc hôm nay của Tân Đại Dương, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tiêu chí chung của các trường về điều kiện nhập học với từng trường hợp cụ thể sẽ có những điều chỉnh tương ứng như thế nào. Và đầu tiên là về học lực. Phần lớn thì các trường của Úc đều yêu cầu học lực trung bình khá trở lên đối với tất cả các bậc học. Với những chuyên ngành đặc biệt thì trường có yêu cầu riêng đối với từng môn học liên quan như là môn toán đối với ngành kỹ sư xây dựng, môn hóa đối với ngành dược, v.v. Và những trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện học lực của trường thì vẫn có thể nhận vào học theo diện có điều kiện. Ví dụ, chứng minh được sự tiến bộ trong quá trình học tập ở Việt Nam như là điểm năm sau cao hơn năm trước, tăng điều kiện về khả năng tiếng Anh hoặc là làm bài test bổ sung. Và thứ hai là về chứng chỉ tiếng Anh. Đối với bậc đại học thì điều kiện tiếng Anh là chứng chỉ IELTS 5.5 đến 6.5, tùy theo chương trình học. Yêu cầu này sẽ cao hơn đối với bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Đối với các chương trình thuộc nhóm xét visa bậc 1 và bậc 2 thì sinh viên không cần đáp ứng chứng chỉ IELTS trước khi xin visa. Chỉ cần làm bài test tiếng Anh để xác định trình độ và được phép sang Úc học tiếng Anh trước khi nhập học khóa chính. Thời gian học tiếng Anh thì phụ thuộc vào kết quả của bài kiểm tra. Với nhóm xét visa bậc 3 đi học nghề thì sinh viên cần có chứng chỉ IELTS tối thiểu là 4.5 trước khi xin visa. Học sinh trung học phổ thông không cần chứng chỉ IELTS từ Việt Nam. Khi sang Úc học thì nhà trường sẽ có chương trình dạy tiếng Anh tùy theo trình độ. Và đặc biệt thì đối với các trường trung học phổ thông công lập, học phí khóa tiếng Anh được hoàn toàn miễn phí. Và vấn đề thứ ba là điều kiện visa. Trước đây thì việc xin visa Úc rất khó khăn với các yêu cầu về chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, phỏng vấn, v.v. Tuy nhiên thì từ ngày 24 tháng 3 năm 2012, việc xét visa Úc trở nên đơn giản hơn rất nhiều, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Cụ thể như sau. Đầu tiên là về visa bậc 1 thì đăng ký các khóa học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại 41 trường trong danh sách xét visa bậc 1. Sinh viên không cần phải chứng minh nguồn gốc tài chính, chỉ cần sổ tiết kiệm, không cần chứng chỉ tiếng Anh, không phỏng vấn xin visa. Và về visa bậc 2 là áp dụng cho các trường đại học, học viện, v.v. không thuộc danh sách 41 trường đã nêu trên và chương trình học trung học phổ thông, một số khóa học ngắn hạn. Visa bậc 2 thì yêu cầu phải chứng minh nguồn gốc tài chính của người bảo lãnh. Và đối với visa bậc 3, chủ yếu là áp dụng với các khóa học cao đẳng, các khóa học nghề, v.v. Với bậc xét này thì ngoài việc phải chứng minh nguồn gốc tài chính, sinh viên còn phải có chứng chỉ IELTS tối thiểu là 4.5 khi xin visa. Và trong trường hợp khó khăn trong việc xét visa bậc 2 và bậc 3 do không thể chứng minh nguồn gốc tài chính hoặc là không đủ điều kiện tiếng Anh, sinh viên có thể thay đổi lộ trình học của mình để thay đổi bậc xét visa. Và việc thay đổi lộ trình này thì tùy thuộc vào trường và khóa học mà sinh viên đăng ký. Mọi thắc mắc về vấn đề trên cũng như là được hướng dẫn thủ tục du học Úc thì bạn có thể gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang và chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn có thể bấm subscribe để theo dõi những clip tiếp theo cập nhật những thông tin mới về thủ tục du học Úc.